hai năm trước. Vinh chào cả nhà nha. Hôm nay thì Vinh mua được một cá bóng tượng cả nhà. Cá bóng tượng 1 kg mấy, 1 kg mốt, rất là ngon luôn. Cá này lâu lắm rồi anh em mình cũng như là Vinh ít ăn lắm, cũng ăn được một lần thôi mà thịt nó rất là ngon luôn. Hôm nay thì Vinh thấy nó nên Vinh mua làm một cái món mà cá bóng tượng hấp nước tương cho anh em ăn nha. Cái cách làm cá hấp này thì hồi đó anh Cang chỉ Vinh nè, ăn rất là ngon luôn. Như hồi đó Vinh làm cho cô bé ăn thử lần rồi không ta? Dạ có một lần rồi. Bữa nay thì làm cho cô Vinh và cô bé ăn thưởng thức cái con cá bóng tượng này nha cả nhà. Cá bóng tượng này bé có ăn không? Đó chưa ăn cái đó. Đã chưa ăn luôn hả? Chưa thấy nó hồi chưa ăn. Bây giờ thì Vinh sẽ đi mần nha cái nhà, mần nó là cái món cá hấp bông cá bông tượng cho cô béo và cô mình thử. Con này con cá bông dừa. Cá bông dừa. Bây giờ thì Vinh sẽ chuẩn bị cái phần rau nha cái nhà. Ngồi ghi với hành để cắt để ăn chung với cá hấp á. Cái món này quan trọng á, theo Vinh ăn mấy lần á là mình phải có gừng nhiều mới ngon, gừng phi nhiều mới ngon. Gừng với củ với cái gốc à. Thơm. Ăn cái món này là nhớ lại cảnh anh Cang anh làm á, cái bên chụp cái này vô sò gác nè. Là tại trời của anh bên. Biết chi không cái nhà, để phi cái nước tương nó rất là thơm. Anh em bên làm bằng nước tương thôi chứ không có cái nước hấp cá nha cả nhà. Nghe này cái nhà ngắt cây gì nè. Anh này bên không có chuyên nghiệp nhiều như cái nhà nên bên cắt nó không có được không có tròn, không có dài nhiều nha. Cái lá mình sắc luôn ha. Dạ. Này cái cách của anh Cang luôn nè. Cũng mới học lớn á, nhưng mà sắc thì nó không có đẹp. Sắn là anh cục. Ừ. Anh Cang cắt dài đẹp lắm. À. Để hay làm chừng chục năm giống như anh Cang thì là nó đẹp giống như anh Cang. Hết rồi. À. Thì mình sẽ xử tới cái phần gừng. Gừng mình cắt lát nhỏ nha cái nha. Lát ra mình sắc cộng nhỏ để mình phi về. Món này cái nhà làm thì nó không có gừng gà, nó không cao sang đâu nhưng mà ăn rất là ngon luôn. Heo cơm á. Heo cơm, heo bún. Món này là ăn cơm hoặc bún. Anh em bên chọn cách ăn bún. Cái này không chấm gì hết. Cái nước nó được lắm mà phải chỉ có cái chai hấp giống như của anh Cang nữa nó mới ngon. Cái này cắt cái sợi mong mỏng này nè, hơi phi thành cái sợi cái nó rất là thơm luôn. Là ăn nó giòn ngon lắm. Là hay phi qua dầu không ta? Phi qua dầu thuốc. Cái này có mấy củ bự á, dễ lắm. Dạ, đúng rồi. Củ này nó hơi nhỏ, có hai cái sắc. Bây giờ bên chia sẻ tới con cá nha cái nha. Cá này bên sẽ đi hấp không? Hấp riêng nó. Hai đứa này nó có kéo thước nó đòn cá gì nè. Sao con cá này độc vậy? Bên không biết luôn nghe nè. Bên mận nghe sao bên thấy nó có như đây à? Cái bộ tử cái gan à? Không có ruột. Không biết luôn nữa. Cho miếng gừng cho nó thơm ép một cá nha cái nha. Thấy không? Con cá con đo y chang hiện nữa không? Ừ. Nói gì mà nãy đo có đuôi gì vậy? Ở cái này giờ bên sẽ đem đi hấp nha cái nha. Hấp riêng nữa thôi. Đó, chú bên hấp cá à. Ôi, lộn đầu. Hả? Cô mình cầm đũa lộn đầu. Đũa mới là phải lộn đầu. Chú Yên đem cho bông phi đó nha, vừa vàng đó nha. Sao chứ thôi. Đường Minh, đó, xèo rồi đó. Xèo rồi đó. Luôn hấp vô một lần ngọt. Nhẹ tình cảm. Quấy lên coi. Vừa tay nha, tròn vừa tay vừa nha, chứ để nó chết nha.
gừng gừng này kia là gừng gừng phi á ha. Đã ta lấy độ thơm của nó. Cái này gừng chiên. Còn cái gốc, còn cái gốc chừng nằm mấy ấy ha. Cái gốc hay là cái nước. À. Vàng ươm ấy. Cái này như đây là cũng phải nói là chưa có phơi đâu. Ừ. Sắc lỡ giùm chú em đi mà. Trời ơi, dĩa luôn. Dĩa hết. Chào hẹn thôi chú Bình đừng xài lại nha. Lọc lên cho chú em. Trời, bây giờ Bình sẽ làm cái nước hấp cá nha cả nhà. Đây, đây là phần ngồi nghỉ. Ngồi nghỉ không có lụm thùng rác nữa. Cái cậu nha. Cái gốc, cái gốc. Gốc, gốc ngồi nghỉ. Cái gốc nó hờm hơn cái lá này à. Chắc nó hờm hơn nên Cang mới dùng lại để làm cái phi á. Dạ. Nhân sâm với chú ha. À, nhân sâm rồi ha. Phi cho nó thơm cái nha. Rồi vô. Vị mùi rồi đó, thơm rồi đó. Thích tương. Thích tương. Đại ông hỏi rồi mình. Cái này cho một miếng nước vô nha cái nha. Chừng một chén nước á. Sao đó cho nước tương vô. Ngồi nước tương mà nó vô gặp ngồi ghế của nó dậy mùi ta. Bắn vô. Cái này có cái nhà mua được nước hấp cá kiếp cáp. Nó sẽ ngon hơn. Nhìn nhẹ hay vẫn bún nắp. Bún nắp khỏi bóp luôn. Hết tên luôn. Sao ra cũng nhiều ha, nhiều nước tương ha. Còn ngọt với đường thôi, tại vì cái ấy nó mặn sẵn ha. Thích tương. Cái này theo cái vị mà của anh Cang thì nó hơi ngọt ngọt. Nhìn này cái. Ngon lành. Rồi cho nó qua bên, chờ cái kia chín. Trời ơi, nó nhỏng cái đầu. Trời ơi, nó nhỏng. Trời ơi. Trời nó ngốc cái mỏ rồi nhìn thấy ghét quá vậy. Lại vậy. Rồi tắt ra cho chú em đi Minh. Nó ngốc cái đầu quá trời ơi, ngốc rồi. Cái này nó kêu làm sao Minh? Dạ. Ăn ăn con đi. Ăn em đi, ăn em đi. Rồi. Còn cá nè. Cái ngốc mỏ này ghét thôi. Ăn em đi, ăn em đi. Con Minh con chạy xuống lấy cho chú Bin đi cá bự con Minh. Cái ngốc đầu lên nó chờ chú Bin nè. Ăn em đi, ăn em đi. Cho nó uống cái gì vậy chú Bin. Thơm thơm. Chú Bin cho nó uống gì chú ha. Chú Bin chế từ đầu chế xuống. Thôi con lấy cái gỗ cái bự lại cho chú Bin đi Minh. Ok. Đủ nước không này? Dư sức. Cái phần đầu nó ngóc lên nó khó thấm hơn bên dưới nó hơi nhiều. À. Ở dưới nó thấm nhiều hơn. Cho cá núp lụm. Bắt nó vô hả? Bắt nó vô hả? Bây giờ nó chạy á. Chụp nó ha. Coi giờ nó chạy á. Cho nó đẹp đẹp cái đi. Rồi mình ăn rồi mình bỏ vô thêm. Dạ. Nhìn hấp dẫn quá. Hấp dẫn không? Dạ. Con ăn đi rồi con sẽ biết. Đó, nó mất phần đuôi. Còn cái đậu nữa ha. Chưa Bin bỏ vô cho nó thơm rồi. Chưa thì chiêu còn vỡ. Này nhìn đi xài cuối nữa. Còn thì chiêu khúc cuối nữa kìa mình ơi. Còn thì chiêu nữa. Còn thì chiêu nữa. Ừ. Này. Đi với nhau lên. Wow. Wow. Cái lá cái này học lên liền. Coi nè. Xèo, xèo, xèo. Chưa chưa nè, chưa hay quá. Cái cái cần cái muối không chú Bin? Cái muối. Kỹ không? Lên bàn. Lên bàn. Chú hay lắm. Hôm nay là sinh nhật bé nha cái nhà, mà Bin không có làm gì nhiều nên Bin chỉ có một món nhiều cái bánh sinh nhật để thằng em đó. Rồi, lấy con quẹ đi. Quẹ lên, quẹ lên.
không cà bánh ăn chú ba đi. Chú hai, chú hai. Chú hai, chú hai, chú hai. Nhận lại chú hai. Làm sinh nhật của em. Rồi, chúc hai sinh nhật vui vẻ nha. Rồi, cảm ơn. Hôm nay thì hai với cô Minh cũng không có làm gì nhiều, kiểu món là làm clip và hai với cô Minh có mua một cái bánh ăn cô béo. Rồi, cảm ơn hai với cô Minh nhiều. Mừng sinh nhật cô béo 30 tuổi. Chúc béo sinh nhật vui vẻ nha. Rồi, cảm ơn hai, cảm ơn cô Minh. Cô Minh kêu nãy giờ đâu không ấy vậy? Sao chạy được. Sao mày chú Minh. Hôm nay thì bên đang có nấu nhiều món như mấy lần trước nha cả nhà. Chỉ có một món thôi nhưng mà được cái bánh kem. Thì ra là hôm nay tối thì chiều tối hả làm. Nãy giờ giấu bánh kem đâu mà không thấy luôn. Sao thấy? Khai nói, hay nói nghe tao phải đơn giản là hay quên nửa kia bún đâu. Hay nói là béo đi mua hay nửa kia bún đặng hay đem cái bánh kem về giấu á. Đơn giản vậy hả? Chứ đâu phải là mua đủ đồ đâu, bên mua gần mà tại vì có gần bên nửa kia bún. Mà sao tự nhiên của mình để con đi mua cho là không được. Bún cũ, bún kia cũ không mua được. Ok ok rồi, dẫn lên đi, dẫn lên. Dẫn lên. Thầy đốt đang cày vô, thổi đang cày mới được chứ. Đơn giản thôi, ấm áp ba anh em Vin. Rồi, cảm ơn cả nhà. Rồi nè. Có con cá của tôi vô cho lên nè. Quỷ à. Sinh nhật tạm bạn nha cái nhà, một cái con cá thôi. Dạ, giờ một cái bánh kem. Quá vui rồi. Ấm áp tình anh em mình thôi phải không? Ủa sao mai cho uống nước ngọt ra thường ngày có cho uống nước ngọt không? Ta cho uống nước ngọt nữa. Bắt lấy cá đó chứ. Đau tim quá ta. Sao thấy được hay chứ mày. Ghê thiệt chứ. Không có tự động tỉnh vậy tên ha. Không động tỉnh gì luôn. Sao phát hiện được ngay. Sao phát hiện được. Rồi nay bên chỉ có một món thôi nha cả nhà. Và một cái bánh kem để mừng sinh nhật bất ngờ cho cô béo. Cô béo không hay đâu. Không hay thiệt luôn, không biết luôn. Đó gì chứ mày. Rồi đó mày. Đó là cày lên. Thôi ba anh em Vin mời cả nhà ăn sinh nhật nhỏ cùng ba anh em Vin chúc mừng cô béo nha. Rồi béo mời cả nhà. Con mời cả nhà. Béo mời cả nhà ăn sinh nhật cô béo. Đây anh hay làm bất ngờ quá. Vin Vin viết cái tên thấy đọc không cả nhà chúc mừng sinh nhật khao béo. Sinh nhật khao béo. Thầy đi thầy đốt cho. Để cho nghe tự xử cho. Đó. Chỉ đơn giản thế thôi. Một con cá bóng mút và một câu chuyện nói trái lại chấm chở nhanh chấm nó chấm nó đúng rồi vậy mới nhanh nó hơi câu chuyện ăn cái miếng ăn với miếng sáp ăn miếng sáp thôi nha. Đó. Hồi nãy hai cũng tranh thủ lắm á, sợ lâu quá cái bánh kem mình nó xốp nó không ngon. Yeah. Cái là 10 cây hôm nay béo 30 tuổi nha cái nhà. 30 tuổi nay già rồi đó nay. Yeah. qua 30 rồi đó vậy như tất cả thêm tuổi mới thêm thành công mới rồi sao. Em cho hai hưởng ké, con mình hưởng ké đi theo chung mà. Đó, rồi, trời, cầm lên cây lên hỏi đi chứ. Trời nè, nói đó chứ nhỏ lớn giờ mới được hỏi nè, hỏi cho hỏi anh kem nha. Một phát ăn ngay nha. Vô tay. Rồi, ok. Em chúc, em để coi, em ước coi. Ước cho anh em mình đi, nói chung là đến cái ngày thành công, đi lâu dài nhất. Yeah. Biết là ai cũng sẽ có một cái gia đình riêng rồi. Nhưng mà anh em mình mong là ví dụ đi tới cái ngày mà thiệt là xa hơn nữa. Đúng mà rồi. Những gì mà anh em mình mà cố gắng tới là sẽ thành công, sẽ được. Ok. Thôi cái này mình để đâu gần bên đi. Để góc này nè, để góc này đi cùng mình. Kéo qua đi kìa. Để chú em bỏ xuống đi. Chút xíu rồi cho béo cái bán xem kem sao nha. À, cái này gọi cái này có tét mặt đúng không? Trời ơi, Vin mời cả nhà nha. Ba anh em mời cả nhà dùng cái món cá hấp nước tương cùng ba anh em Vin nha. Hay có đũa chưa? Có rồi, hay có rồi. Rồi hai anh em dùng đi. Thôi vô cái đi, vô cái đi, chúc mừng béo ơi. Ngon hay quá. Vô. Cái tim gì mà toàn với nước ngọt không à? Hết màu đen rồi tới màu xanh rồi tới màu đỏ. Cho Khai nhớ thằng Tước nói với Khai giùm nữa hả? Cái gì? Nhiều quá. Đấy, con bỏ. Con ăn đi con. Dùng món đi. Bắt đầu mình hức món rồi. Cô Minh vừa hưởng thức cái món này của chú Vin coi. Hèn gì nói anh hai sao sáng không làm cho khỏe hay. Thôi chiều tối làm cho mát. Thì ra là vậy. Cái này để em ăn hưởng thức cá tước hay rồi thôi cái ăn rau sao. Hay khăn sáng hay có cảm giác là thịt nó dai dai luôn á. Ừ. Thôi không? Thịt cá. Nó ngọt mà
mà cái cảm giác ha, nó chắc mà nó có sớ luôn nè ha. Ừ, nãy lúc mà hay thấy cái sắn á, hay thấy nó gì dẻo luôn á. Ừ, nước là thơm quá rồi, thơm à. Có hành, có quý, có gừng, cái này nè, giống như cái hồi xưa làm cái nhà hàng nó giống y chang cái món cá hấp, nói chung là ngon. Hấp Hồng Kông á phải không? Hấp Hồng Kông ha. Thì cái này cũng giống như vậy đó, cách anh Cang chỉ hai hai anh Cang làm rồi hai để ý vậy đó. Nè. Chắc bớt miếng nước này cho để thì nó xuống. Đúng gạo mình. Gạo ngon lắm con. Gạo này trước đi. Cái này gạo ngon hơn con cá luôn á. Vậy thôi mình ăn gạo đi. Ôi con lụm con cá này là lần đầu tiên em ăn luôn á. Bơ tử. Cái này là nó dính. Hay có ăn mà hay ăn cái nhỏ nhiều khi nó không dai bằng. Cái này cái gì ta? Ngay nhà sinh nhật bé mới được ăn cá này nè. Cái này cái gì? Cái này gì vậy? Bơ tử. Con ăn thử đi. Cho chú Kha nè. Ờ, nay chú Kha là nhất phải không? Nay là ngày của chú Kha phải không? Ngại quá. Ăn cái gì nè. Nè anh hai, gấp cái bé này cho nó chắc thịt. Làm cái gò má, cái nhà không biết gò má nó cái. Ngại quá. Có cái con cái bơ tử mà cô Minh nó nhường cho em rồi. Thôi nhường cho chú Kha nhận. Nay ngày có chút ca mà mấy anh em ăn gấp miếng rau và kẹp thêm miếng gừng nữa ăn rất là thơm luôn. Cái nước thấy sao Minh? Được không Minh? Cái nước hấp cá của chú Minh làm được không? Được. Cái này có nồi cơm tát hết nồi cơm luôn. Có dĩa bún mà dĩa tát hết dĩa bún. Chị hai của cưng khoái cái món này lắm. Dạ. Lâu kêu hai làm hoài à. Thì hồi đó cũng anh Cang làm hay ăn á, rồi hay bắt trước, rồi hay làm cho một hai lần cái chị hai mày ăn. Chị hai mày khoái lắm, khoái cái món này lắm. Dạ. Ăn miếng gừng cho nó ấm người luôn. Hay bỏ gạo quá. Có gừng nữa. Ủa. Nè nè đụng mới nó bị đặt chạy nữa. Trơn quá. Đụng mới trơn quá. Hay đặt chạy. Nè có ăn tráng miệng có được uống nước ngọt không ta? Nè có ăn tráng miệng. Tí có tét bánh kem nữa. Có tét bánh kem, có tét bánh kem nữa. Tét bánh kem. Quý à. Ngon quá, con cá này ngon quá. Mà cá này không biết người ta có nuôi không ta hay là cá nuôi thăm canh. Như hai biết là hồi đó con cá này nó người ta có nuôi thăm canh là ta ở trong cái ruộng lúa cái nhà. Dạ. Người ta trồng lúa ở dưới người ta nuôi tôm với nuôi cua rồi nuôi cá này nữa nè. Vậy cá này cá nước lợ hay hả? Chắc là nước lợ á. Dạ. Nhưng mà đặc biệt là con cá này nó có giá tầm 1 kg, 1.2 kg trở lên đó nha. Từ tầm bự nó mới có giá. Còn cá nhỏ nó kể trên nè. À ghiềm nãy cái cô bán hỏi là mua cá bự cá nhỏ. Nó là mua khoảng 1 kg. Nó nói vậy là ship vào dạng cá bự rồi. À. Còn nếu như mà cá nhỏ hơn thì nó rẻ hơn. À, là đúng con ký mấy, ký mốt. Nhưng mà cái thịt con cá nhỏ ăn nó bự lắm béo. Dạ. Móc cái đầu nữa kìa. Ngon lắm. Cô Minh ăn từ nãy giờ không có nhận xét chú Vinh vậy. Cô Minh cái nước hấp cá theo cô Minh. Quá ngon, nước hấp cá quá ngon rồi. Cái này chan cơm ngon lắm. Hơi ăn xong cái con múc cái nước này về con chan cơm ăn. Cái mùi lạ hơn so hồi đó giờ con ăn không? Dạ đúng rồi, lạ lắm luôn. Cái nước hồi đó giờ anh em mình ăn cái nước hấp cá vòng mấy món này nó đâu có cái mùi vậy. Không mùi nước tương với lại cái mùi hấp cá cũng như hấp cá theo kiểu Việt Nam mình, miền Nam mình quá. Chứ không có cái mùi hương vị của người Hoa. Khai nhúng đẩy cái này vô là ăn gao ngon lắm. Dạ đúng rồi, có gao ăn mới đã. Nhúng vào. Ăn gao thôi. Con cá này mà lên quán kêu ra chắc hơi đắt quá. À con này mà chắc mắc quá hay rồi. Không. Con cá nó mắc rồi, và rồi mình làm thêm cái này nữa là mắc dữ nữa. Con cá này mà 280 hả? Dạ. 270-280 vậy cả nhà. Mà đụng vô cái quán luôn chắc 400 được. 400 chắc mỹ hơn luôn á. Mà cái này là vô người ta chép tính con. Tính con con ký á. Mà đó anh em làm nhà hàng cũng có cái vụ cá này mà. Dạ, có cá bóng muối, cá mặt quỷ. Cá bóng muối, mặt quỷ, đúng rồi. Cá mặt quỷ cá gì vậy? Cá sâu lắm, cá mặn giống như con quỷ vậy á. Cá gốc còn con. Cá sâu quá à. Vậy là con tội ăn cá sâu. Cá sâu à, đi Minh. Ngồi mày ăn rau không à, dễ cho một cục. Rồi, nè con. Nè, đúng rồi, lấy muỗng sắn đi cho nó bao muỗng cho em đó. Bé bố đi sắn lại đi. Hai để hai qua bên kia rồi, hai sắn. Dạ. Hai sắn được không? Được, sắn vào để hai sắn nha. Rồi. Mình sắn thịt đi, mình có chỗ rồi mình nhúng gạo. Đúng. Ừ.
cái chai kiếp cá mình vô mua ở lên chợ gì chợ Kim Biên thì hồi xưa em thấy mua ở ảnh thì á. Ở đây hoàn toàn ở đây là mấy cái siêu thị mấy chỗ bán luôn, cái nhà bên mua không có. Ở đây nữa ha. Là cái, nói chung là cái gia vị của anh chị người qua của mình là cái gia vị cũng giống như nước tương của mình vậy đó. Dạ. Nhưng mà có vị nó đậm lắm. Đúng rồi, nhìn mà cái màu nó đen hơn nữa. Em thấy cái đó với pha với gì hắc xì dầu á. Có chỗ xì dầu là nước tương. Dạ. Còn hắc xì dầu là nó đậm hơn chút xíu nữa. Em thấy pha chung đó rồi bắt đầu cái thấy mấy mấy chú á pha làm hấp. Cái bụng này nữa bé ơi, đưa chén vô. Rồi, cảm ơn hai. Cho hai cái đuôi này đang cùng mình, cho cái đuôi này cùng mình. Cái này là mấy anh em đang vừa ăn mà. Dạ. Bự không nhỏ. Để cho mình đợi xíu mình nha. Cũng lụ hả. Có mấy lá gừng nó hay cay thì bỏ lá gừng ra. Cũng như cái giữa lá gừng ở cái nhà là mình để vô hấp để cho nó bớt cái mùi cá tanh. Ăn thì nó ngọt không? Ngọt không? Mà ăn cá này so ra nó không có xương nhiều ha. Xương bự đúng không ha? Xương bự đúng không? Không nóng hả? Nóng dữ không? Không dữ không ha? Thường nóng dữ với hai cá phi cho. Hồi trước á, hai tính nấu cái món này á, là kiếm mấy con cá phi bự. Dạ. Mà làm cái món này cho hai anh em ăn, mà anh em mình đi bắt thì không có được cá phi bự. Dạ, mới dạ, nhỏ làm tiệm sân bắt rồi anh em mình bắt á, dạ. Nó nhỏ. Nhưng mà đặc biệt một cái này nữa mà hai mới nhớ lại cái ngày xưa hai làm rồi, một con cá phi luôn. Cái thịt nó sậm. Con cá phi mình nấu món này món kia nó ăn nó mềm thấy không? Mà hấp nước tương thì nó lại sậm mát thôi chứ. Con cá điêu hồng nó lại mềm. Dạ gì hôm bữa trước lâu cách đây cũng mỗi tuần hai có làm chan rồi. Cá điêu hồng nó ngon. Con cá phi của mình á nó lại sậm. Thịt ăn nó sậm xì à. Cá phi mà hấp thì nó sậm. Mà không biết nó hấp mấy món kia thì hai không biết như thế nào, nhưng mà nó đụng với nước tương hay gì á, hồi đó hay làm rồi một lần ăn nó sậm xì à. Dạ. Nó không ngon bằng cá này... ăn ngấy thôi. Nhưng mà cái thịt nó không sậm thôi, nó sậm thôi. Cá này nhìn giống y chang không dừa hả mở cho bà. Có dừa. Không dừa không lột. Con này nó có cái kỳ gai trên đầu. Con Vương, ổ con này con cá con dừa mà ta. Mà em nghĩ là cái miệng của con cá này chắc táp dữ lắm ta. Cái miệng chạy bệnh à. Con này nó răng rồi cũng dữ nữa. Nó không khác diện cá lóc rồi đó. À, câu với ăn mà. Mà thịt nó ngon thịt cá lóc. Thịt nó mắc cá lóc. Nó luôn á. Khác nữa dính chưa rồi. Thôi giải nhiệt cái rồi mình làm tiếp. Mở cái ly của con ra của mình. Đúng rồi. Trời ơi ạ. À. Vô. Tâm tâm không? Thôi đừng dụ. Dụ để ta nói. Để ta còn ăn ăn cá nữa chứ. Ăn bún không? Bún cho. Hay là hay ăn rau. Bún mình. Bún con. Dạ. Còn miếng không? Ok. Ăn cho của mình nè. Nè, bún nè. Đúng rồi, được rồi. Quỷ không? Cấp cho thằng em nó ba cộng cái nè. Thôi hỏi mình ăn mình thôi cho con miếng nè. Phải cho nhiều rồi chú, phải cho nhiều. Trên này này cho chắc nửa ký rồi đó. Cái đầu cái già của nó chắc béo rồi lắm. Cái lụm thử coi. Lụm đi chú nghe. Lụm trước. Còn không lụm là nó phóng á. Cái gì mới đã nè. Ok. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Chứ rửa ngay rửa luôn. Còn rau nữa nha, hai anh em ăn đại nha, rau nữa. Còn bên đây cũng còn cái rổ nè ha. Dạ. Nè anh em bên xăm cái rổ rau đẹp không? Nè hôm bữa có nói béo á, mua hai cái rổ nhỏ, béo đi mua, béo thấy nè, béo mua hai cái rổ nhỏ. Kẻ này giống con điện cá hấp. Cá bạc má. Mấy cá bạc má nè, mấy cá mà cá hấp mà để khay khay á. Sao mà cái rổ này hơi nhỏ. Chắc không phải đâu, đâu. Bán cá nhỏ quá. Thì ăn bánh kem thơm mùi hành luôn rồi. Bánh kem này cái gì lạ. Không quá, không quá. Không quá, không quá. Anh em mình biết ăn á, ăn vậy nè.
nó vừa chín nghe cộng hành với cộng ấy nó ngọt mà nó thơm lắm. Đừng nhớ nhà ăn mà không có bếp ở nhà, chị hay ăn không có bếp á, không có làm bếp á, cái bỏ vô cái nó chín cái nó mềm, nó không sướt. Mưa hả? Lâm gầm thôi. Ăn bánh kẹo mẹ mới hấp dẫn. Đây là tới chị một cây kìa. Rồi con cứ bên cậy chú ba cắt bánh kẹo ơi. Bình thôi Bình. Thì hai cũng như bé thôi, hồi lúc trước nhà anh Cường á làm video hai mới biết cái sinh nhật đầu tiên luôn á. Nay nhờ anh hai em mới biết cái sinh nhật đầu tiên luôn á. Cắt bánh kẹo đầu tiên hả? Hồi đó có đi ăn sinh nhật thì có dẫn đi ăn, vợ con đi ăn nữa cái nhà. Nhưng mà không có biết cái bánh kem biết tiệc là gì. Đó. Chúng ta biết cái bánh kem người ta hộ, người thường người ta làm gì không? Làm gì? Tiếng mẹ. Thôi được rồi, được rồi. Đừng chơi chơi, trời mưa ngơi lắm lem. Đó. Ai cần hộ bánh kem. Rồi mời anh hai, mời cô Minh, mời cả nhà nha. À, mời cả nhà bánh kem nha. Không, mời cả nhà bánh kem nha. Vô anh hai ơi. Được được thì kiên các bạn chạy vô đi. Mưa chị các bạn. Rồi chạy vô ngay chỗ này luôn. Vô. Nhà anh em bịt cho mấy vàng luôn hết chứ không cái nhà. Này bánh kem mà ông tời xối nước luôn. Bánh kem không ngon. À, ăn đi chú Yên. Khà béo với siêu pháp luôn. Vậy ai? Với khà béo với siêu pháp luôn rồi. Siêu pháp luôn. Bánh kem. Bánh kem không á. Hay lấy cái bánh kem ngon nhất luôn á. Bánh kem này là bánh kem ngon nhất trên đời từ đó giờ mới ăn luôn á. Này làm bé vui mà bé nói làm hai anh em bên cũng vui theo. Làm từ đó giờ từ nhỏ giờ có ăn được bao có ăn bánh kem mà ăn toàn bánh kem ké không à. Đó ké của hàng nhóc không? Cái này là bánh kem của em nha. Bánh kem của em nha. Đóng dấu bản quyền liền. Thấy bà anh em bên ăn cái bánh kem cái dĩa đứa ăn không có nha. Này bánh kem ngon, ké ngon quá ta. Bánh kem mà nào chú Khe ngon nhất trên đời luôn, nhất từ hồi xưa giờ. Để bữa nào cả sinh nhật của mình cái mình dẫn của mình ra kia ăn bánh kem. ngon quá. Cái vừa cầm bánh kem thôi, cái sợi này nhìn nó có lớp khóm với lớp bông rang thì nó xốp nó không khô. Cái vừa cầm bánh kem thôi chú Khe. Cái sợi này nó dài qua cái. Trời ơi. Vậy nó dính cái mặt, nó dính lên đầu nữa, trời ơi, nhìn cái tóc của mình. Hết làng luôn. Để nó dâu đi. Không có dâu nữa. Dâu gì tôi ăn, mấy cái ăn được, có cái bông này ăn không được ấy à. Bông ăn hư luôn á. Nè bông này, cái bánh trưng bày nha. Kem dâu, kem biết là nó dâu rồi là kem dâu nha cái nhà. Tì luôn. Ngon. Nó chua béo chấm à. Cái miếng dưới là cái nhân là khóm, còn cái tím là nhân gì hay? Không biết luôn. Không biết là cái gì ta? Kiwi hả? Kiwi là sao? Vậy hay nếm ra. Cái này trang gụ ấy á. Nho. Nho hả? Chắc nho quá. Chắc nho. Hay nghĩ nho tím á. Nho tím á. Cái màu này là đúng với nho tím luôn á. Thử cái khóm nè, biết à. Khóm chứ có cái gì, trái gì dâu cái gì. Nho. Ừ đúng rồi, nho. Nho vàng, nho khô. Nho khô, đúng rồi. Với mứt khóm, với dầu. Nho là nguyên tái à. Đúng rồi. Nó không ở đây nữa nè. Ngon quá. À, bữa nay quên mời anh Cường ăn sinh nhật cùng béo với mình ha. Vì ba anh em pin nữa. Giận luôn anh Cường, rất giận luôn á. Quên luôn. Anh cả nó tao bay lo ăn, tao bay quên tao rồi. Có với anh cả ơi. Ủa cái này cái bánh kem này mà. Giờ ăn giữa, ăn sắp tàn rồi, giờ mới chút rồi, giờ ăn rồi. Này vậy? Cái tết tiêm nó ăn được không? Để ăn được không, sao không? Không, coi dừng giật lên tí á. Cứ ngắt không? Cứ ngắt à? Cái gì á? Chứ cứ ăn được nha. Chứ là đó, khi cứ là cái cục. Rồi, ăn rồi. Chứ thì chắc dễ ăn á. quá khỏe, ăn con cá vô là mấy miếng kem vô thấy nó khỏe người luôn á, nó hơi bị đầy, hơi bị căng cái bụng á, hơi bị no. Nãy nước rồi cắt miếng kem miếng gà bá rồi ăn chắc là đang theo bệnh oxy vô nó thở luôn á, đang bị ấy mà kem này vô nó cũng hơi đầy bụng nha. Ăn ngon không? Ăn ngon luôn cả nhà. Rồi vô cái nhà khai béo cái ly nước của chú Bình bên kia đây.
Rồi, vô. 30 thì mình bắt ba cái gì. Vô. Thôi chi ghê 30 thôi. Bán ông luôn cả nhà. Tâm tâm hết rồi. Thôi ba anh em pin tạm biệt cả nhà nha. Bye bye. Bye bye cả nhà. Một buổi tiệc mà không say xỉn mà chỉ nào bụng thôi. Anh nói quá vậy, tái ngủ vô. Đâu có anh nói hả?